Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ tiếp chiếc Finadido đời năm 2009 ạ. Chiếc Finadido này phân nửa nhôm, phân nửa carbon ạ. Khung càng trước carbon, còn cặp kiếm sau carbon ạ. Size chiếc Finadido chiều cao là 535 mm, còn ngang 530 mm ạ. Chiều cao phù hợp từ 1m70 đến 1m78 cm. Bộ chuyển động 105 đời 5700 ạ. 2x10 tốc. Dạ, chiếc này em xin phép báo giá nhận ship về đến Việt Nam của mình, giá là 23 triệu ạ. Dạ, còn bây giờ em xin đi vào quay từng chi tiết. Xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng kiểm tra và đánh giá xe ạ. Yên xe hiệu Hujiku còn rất đẹp ạ. Khung sườn ngang ngay chỗ này cũng có vết chầy xước nhẹ. Khung sườn nhôm ạ. Phô tăng 50 mm. Còn ghi đông ngang dài là 400 mm ạ. Ghi đông hiệu FSA. Tay lắc 105 đời 5700 ạ. Trên tay lắc cũng có chày một chút. Ngàm thắng 105. Khung càng trước carbon ạ. Ngay chỗ này cũng có vết chày xước. Màu nước sơn nguyên bản của Finadido ạ. Giò dĩa 105 đời 5700. Cột yên xe cũng có bị dính nhớt như vậy ạ. Dàn cặp kiếm sau này bằng carbon ạ. Cụ đề 105 đời 5700. Clip vệ sinh sạch sẽ còn mới lắm. Meyer Tiara. Niền Tiara. Niền sử dụng lớp 700 x 23 cm. Dạ, em đổi chiều xe ạ.
Ngay chỗ này cũng có vết chày nhẹ mờ mờ thôi ạ. Ngay chỗ này có chày nhẹ ạ. May ơi trước tiara. Niềng tiara. Lớp 700 nhân 23 C. Dưới lường khung sườn xe thì còn tốt lắm. Còn rất đẹp ạ. Khung sườn phía sau chỗ này cũng có chày nhẹ ạ. Niền trấn Trân Tru à? Dạ, em quay đến đây cũng giáp dòng xe hết rồi. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Xe em ship về chiếc này giá là 23 triệu ạ. Dạ, xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.